Bây giờ lương của đồng lớn dài đây nha. Nay tắm tắm đi đường như đây nè. Để quay em đó. Đặt cái mình giữ cho mình xem cho nó đã nha. Ui, vàng. Vàng như nghệ luôn. Vàng khủng khiếp. Con ếch nữa. Con này nó vàng. Con này thì vàng tuyệt vời luôn. Rồi một con, hai con, ba con, bốn con, năm con. Con cá trê này chết rồi. Con ếch nữa. Lương này nó không có được lương bự như mới lúc trước. Lúc trước nó bự lắm. Có còn cả cái máy này con có con bự này cỡ chừng 6-7 lạng. Con bự này cỡ 6-7 lạng. Nếu mà nặng cân lắm cỡ chừng 8 lạng trở lại.